Chào các con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài ôn một số dạng bài toán đã học, sách giáo khoa toán 5 trang 170. Phần đầu chúng ta đã ôn lại một số dạng toán đã học. Dạng toán thứ nhất là tìm số trung bình cộng. Dạng toán này chúng ta đã học ở lớp 4. Dạng toán thứ hai, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. Dạng toán này chúng ta cũng được học ở lớp 4. Dạng toán thứ ba, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Và đây cũng là dạng toán chúng ta học ở lớp 4. Dạng toán thứ tư, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Và đây cũng là dạng toán chúng ta học ở lớp 4. Dạng toán thứ 5, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Dạng toán này chúng ta vừa học ở lớp 3 và ở lớp 5. Dạng toán thứ 6, bài toán về tỉ số phần trăm là chúng ta vừa học ở chương trình lớp 5. Bài toán dạng thứ 7 là bài toán về chuyển động đều và chúng ta cũng mới học ở chương trình lớp 5. Và dạng toán thứ 8 là bài toán có nội dung hình học về tính chu vi, diện tích, thể tích. Đây là những cái dạng toán chúng ta đã được học từ ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Chúng ta sang phần 2, làm một số bài tập trong sách giáo khoa. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1. Một người đi xe đạp trong 3 giờ. Giờ thứ nhất đi được 12 km, giờ thứ hai đi được 18 km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km. Bài toán cho chúng ta biết là người đi xe đạp trong 3 giờ. Biết giờ thứ nhất là đi được 12 km, giờ thứ hai đi được 18 km, giờ thứ ba đi được bằng nửa quãng đường trong 2 giờ đầu, tức là bằng 1/2 quãng đường của giờ thứ nhất và giờ thứ hai. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km. Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Giờ thứ nhất đi được 12 km, giờ thứ hai đi được 18 km, giờ thứ ba bằng nửa quãng đường 2 giờ đầu. Trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km. Đây là bài toán tìm số trung bình cộng. Ở đây là tìm số trung bình cộng của 3 số. Bởi vì ta biết là giờ thứ nhất, giờ thứ hai và giờ thứ ba. Muốn tìm trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km thì chúng ta phải lấy giờ thứ nhất đi được bao nhiêu km cộng với giờ thứ hai và cộng với giờ thứ ba. Đấy. Được bao nhiêu km, sau đó chúng ta lấy cái tổng đó chúng ta chia cho 3 thì chúng ta sẽ ra trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km. Chúng ta đã biết giờ thứ nhất đi được 12 km, giờ thứ hai được 18 km. Còn giờ thứ ba chưa biết đúng không? Chỉ biết là giờ thứ ba đi được nửa quãng đường của 2 giờ đầu, tức là bằng 1/2 quãng đường của 2 giờ đầu. Vậy phép tính thứ nhất chúng ta phải tính giờ thứ ba đi được bao nhiêu km. Đi được nửa, giờ thứ ba đi được nửa quãng đường của 2 giờ đầu, tức là ta sẽ lấy giờ thứ nhất cộng giờ thứ hai rồi chúng ta chia cho 2, nửa tức là 1/2. Thì tìm giờ thứ ba. Như vậy câu trả lời là gì? Giờ thứ ba người đi xe đạp đi được số km là? Chúng ta lấy 12 cộng 18 tất cả chia cho 2. 12 cộng với 18 được 30. 30 chia 2 bằng 15 km.
Tiếp theo chúng ta sẽ tính trung bình mỗi giờ đi được bao nhiêu km. Chúng ta lấy giờ thứ nhất là 12, cộng giờ thứ hai là 18 và giờ thứ ba là 15. Rồi chúng ta tất cả chúng ta chia cho 3. Và câu trả lời là trung bình mỗi giờ người đó đi được quãng đường là. Người đó đi được số km là. Chúng ta lấy giờ thứ nhất là 12, cộng giờ thứ hai là 18, cộng giờ thứ ba là 15. Tất cả chia cho 3. 12 cộng với 18 bằng 30, 30 cộng với 15 bằng 45, 45 chia 3 bằng 15 km. Như vậy, trung bình mỗi giờ người đó đi được 15 km. Đáp số 15 km. Như vậy, giờ thứ nhất, như vậy bài tập 1 chúng ta đã ôn lại cách tính trung bình cộng của nhiều số. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m, tính diện tích mảnh đất đó. Bài toán cho chúng ta biết là mảnh đất hình chữ nhật biết chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m, vậy tính diện tích của mảnh đất đó. Đọc bài toán thì chúng ta xác định được đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Đấy. Tìm hai số tức là tìm chiều dài và chiều rộng. Đấy, vì muốn tính diện tích của mảnh đất thì chúng ta phải biết chiều dài và chiều rộng, đúng không? Đấy. Như vậy là chúng ta, cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Chu vi mảnh đất là 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m, diện tích của mảnh đất bằng chấm chấm mét vuông. Đấy. Muốn tính diện tích của cái mảnh đất đó, phải không? Của mảnh vườn đó thì chúng ta phải lấy, vì mảnh vườn là hình chữ nhật, chúng ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Đấy. Mà chúng ta đây chỉ biết chu vi và biết chiều dài hơn chiều rộng 10m. Và chúng ta xác định đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tìm hai số tức là tìm chiều dài và chiều rộng. Tổng ở đây là gì nhỉ các con? À đây, tổng chính là nửa chu vi, phải không? Vì biết chu vi là 120m thì điều đầu tiên chúng ta phải tính nửa chu vi đã. Đấy. Vì nửa chu vi là tổng của cạnh chiều dài và chiều rộng. Đấy. Tổng của cạnh chiều dài chiều rộng đấy là tổng. Còn chiều dài hơn chiều rộng 10m đây chính là hiệu, phải không? Đấy, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng. Thế nên bước đầu tiên chúng ta sẽ tính nửa chu vi của mảnh vườn. Câu trả lời là gì? Nửa chu vi của mảnh đất là. Nửa chu vi của mảnh đất là. Ta lấy chu vi là 120 chia 2 bằng 60 mét. 60 mét nửa chu vi và đây chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Biết tổng là 60, hiệu là 10. Đấy, thì chúng ta sẽ tính chiều dài và chiều rộng theo công thức. Chiều dài tức là tìm số lớn, ta lấy tổng cộng hiệu chia 2. Còn chiều rộng tức là số bé, ta lấy tổng trừ hiệu chia cho 2. Hoặc là khi ta biết chiều dài rồi thì ta lấy chiều dài ta trừ đi 10, tức là vì chiều dài hơn chiều rộng 10m là thì chia ra chiều rộng. Phép tính tiếp theo chúng ta sẽ tính chiều dài của mảnh đất. Và ta trả lời là gì? Chiều dài của mảnh đất là. Ta lấy tổng cộng hiệu chia 2, tổng là 60, cộng hiệu là 10. Tất cả chia cho 2 bằng
60 cộng 10 bằng 70, 70 chia cho 2 bằng 35 mét. Như vậy là chiều dài của mảnh đất là 35 mét. Tiếp tục chúng ta tính chiều rộng của mảnh đất. Chiều dài là 60, 60 mét, mà biết chiều dài hơn chiều rộng 10 mét, như vậy chúng ta sẽ lấy 60, chúng ta trừ đi 35. 60 trừ 35 thì bằng 25 mét. Đấy, hoặc là chúng ta cũng tính theo công thức là tính theo công thức số bé là tổng trừ hiệu chia 2, tức là lấy 60 trừ đi 10. Đấy. 60 chia đi 10 bằng 50, 50 chia cho 2 cũng bằng 25 mét. Tiếp tục chúng ta sẽ tính diện tích của mảnh đất. Câu trả lời là diện tích của mảnh đất là chúng ta lấy chiều dài là 60 nhân chiều rộng 25. 25. 60 nhân với 25 bằng 875 mét vuông. Đáp số 875 mét vuông. Như vậy, bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã ôn lại cách tính tìm hai số, dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số, tổng và hiệu của hai số đó, và chúng ta ôn lại cách tính diện tích của hình chữ nhật. Tiếp tục chúng mình làm bài tập 3. Một khối kim loại có thể tích 3,2 cm khối, cân nặng 22,4 g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích 4,5 cm khối, cân nặng bao nhiêu gam? Bài toán cho chúng ta biết là có một cái khối kim loại, thể tích của khối đó là 3,2 cm khối và cân cân lên thì được 22,4 kg. Bây giờ có một khối kim loại khác cũng cùng chất như vậy, có thể tích là 4,5 cm khối thì cân nặng bao nhiêu gam? Cô giáo tóm tắt bài toán như sau. 3,2 cm khối nặng 22,4 g. 4,5 cm khối thì nặng bao nhiêu gam? Đây là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Muốn tính được 4,5 cm khối nặng bao nhiêu gam thì chúng ta phải biết 1 cm khối nặng bao nhiêu gam, phải không? Muốn tìm 1 cm khối nặng bao nhiêu gam thì chúng ta sẽ lấy 22,4 chia cho 3,2. Thì chúng ta sẽ ra 1 cm khối nặng bao nhiêu. 1 cm khối nặng bao nhiêu? Biết 1 cm khối thì chúng ta sẽ nhân với 4,5 thì chúng ta sẽ ra là 4,5 cm khối nặng bao nhiêu gam. Đây chính là dạng toán rút về đơn vị mà chúng ta đã được làm quen ở lớp 3 và lên lớp 5 chúng ta cũng học lại. Phép tính đầu tiên là chúng ta tính là gì? 1 cm khối kim loại đó cân nặng là hai mươi hai phẩy bốn chia 3,2 bằng 7 g. Biết 1 cm khối nặng 7 g, vậy thì 4,5 cm khối chúng ta sẽ lấy 7 nhân với 4,5, và câu trả lời là gì? Khối kim loại cùng chất đó
có thể tích. Bốn phẩy năm cm khối. Cân nặng là 7 nhân 4,5. 7 nhân với 4,5 bằng 31,5 gram. Đáp số 31,5 gram. Như vậy bài toán 3 vừa rồi chúng mình đã ôn về dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị. Vừa rồi chúng ta đã ôn các dạng toán tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó và bài toán có liên quan đến rút về đơn vị. Ở những tiết học từ giờ đến cuối năm, đến hết chương trình của lớp 5 thì chúng ta sẽ ôn tập tiếp các dạng toán còn lại trong 8 dạng toán mà chúng ta vừa mới ôn lại. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào các con.